Review cả thế giới, kẹo hồ lô, quả ngọt nhất thế giới. Hôm trước vì ăn quả ngọt nhất thế giới mà mấy bạn bảo nhăn mặt thế mà bảo ngọt nhất, hôm nay mình sẽ không nhăn mặt nữa nha. Thực sự là nói thì nó dễ mà làm nó khó. Trời ơi, cái quả này một lớp đường dày như thế mà nó vẫn cứ chua.